Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món bánh ăn vặt rất là ngon, đơn giản, dễ thực hiện và mình tận dụng cơm nguội nhà của mình nấu và mình ăn không hết. Các bạn đừng bỏ cơm nguội, rất là phí. Các bạn hãy vào bếp và làm thử món này. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn món cơm nguội chiên nước mắm. Và để làm được món này thì ở đây nè các bạn, nhà của mình vẫn còn được một ít cơm nguội như thế này. Rồi tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình hành lá, hai chớp sừng các bạn bỏ hạt, đường, một muỗng canh nước mắm ngon, một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng canh ớt bột, ở đây mình dùng ớt bột ít cay, và 1/4 quả chanh. Rồi nguyên liệu đơn giản như thế này thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay và mình thực hiện luôn nha. Đây nè các bạn, ớt sừng các bạn bỏ hạt rồi các bạn cắt nhỏ. Ớt này các bạn là mình phơi khô rồi, mình rửa lại với nước đó, cho nên là nhìn nó hơi mềm nha các bạn. Do là ớt tươi á, mình ăn không hết thì mình sẽ mang đi phơi khô để mình ăn được lâu. Rồi gốc hành lá các bạn sẽ để riêng nè, một chút nữa các bạn đập dập băm nhuyễn gốc hành lá. Còn về hành lá, phần lá thì các bạn sẽ sắc nhỏ, cũng không cần phải quá mịn đâu nha các bạn. Món này mình làm rất là nhanh các bạn ơi, nhưng mà ăn rất là ngon. Rồi gấp hành các bạn đã đập dập, bây giờ các bạn cũng sẽ cắt nhỏ. Tiếp theo các bạn sẽ đi chuẩn bị nước sốt, nước mắm đường, cho hết một muỗng canh đường vào đây, nước mắm ngon một muỗng canh, một muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng canh ớt bột, cho vào đây nước cốt chanh. Tiếp đến các bạn cho vào đây nước lọc, cho vào đây khoảng 2 muỗng canh, rồi các bạn sẽ khuấy tan. Các bạn cho vào chảo khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu đã nóng các bạn sẽ cho gốc hành đập dập băm nhuyễn vào, các bạn phi thơm. Gốc hành đã bắt đầu thơm, các bạn sẽ cho hỗn hợp nước sốt vào. Các bạn nhớ là mình sẽ để mức lửa nhỏ nha. Rồi các bạn vẫn để mức lửa nhỏ, chờ cho hỗn hợp nước sốt hơi sôi hơn một chút, sôi lăn tăn thì các bạn sẽ cho ớt vào. Rồi nước sốt vừa sôi nhẹ lên như thế này, các bạn sẽ cho ớt tươi vào. Mình dùng ớt sừng thì không có cay nha các bạn. Mục đích là mình muốn cho món bánh của mình đẹp mắt, các bạn có thể là không cần cho vẫn được nha. Rồi bây giờ mình tăng lên mức lửa trung bình, mức lửa vừa. Rồi nước sốt đã rất là sôi rồi đó các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho hành lá vào. Rồi mình tắt bếp ngay lúc này luôn. Độ nóng của nước sốt sẽ giúp cho hành chín nha. Các bạn có thể làm cái lượng nước sốt nhiều hơn của mình nếu như cơm nguội của các bạn nhiều hơn. Bạn quan sát các bạn sẽ thấy là nước sốt của mình nè, không có bị quá đặc nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cho cơm nguội vào trong một cái túi giấy như thế này để các bạn cán mỏng. Rồi bây giờ các bạn sẽ chia đều ra những miếng bánh bằng nhau. Ở đây mình sẽ chia ra làm 4 nha. Các bạn nhớ là mình sẽ cán mỏng thì cái cơm nguội của mình mới giòn. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cắt cái túi này để mình lấy cơm nguội ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị một cái chảo chống dính, các bạn cho vào đây một ít dầu. Mình sẽ chiên
Chiên cơm nguội và không quá nhiều dầu để tránh bị ngán nha các bạn. Giờ mình sẽ bật bếp lên. Các bạn để mức lửa trung bình. Giờ mình sẽ cho cơm nguội vào nè. Chảo của mình chiên được 4 miếng đó các bạn. Các bạn cho cơm vào lúc mà chảo nó chưa nóng nha. Trong quá trình chiên á, các bạn nếu mà thấy hơi ít dầu thì các bạn sẽ rưới dầu lên cơm như thế này. Các bạn chiên cho đến khi các bạn thấy là cơm đã vàng giòn là được ha. Trong quá trình chiên thì các bạn đừng có chạm vào cũng như là các bạn đừng có chở nha. Các bạn sẽ lắc đều như thế này. Nếu như mặt dưới đã bắt đầu vàng giòn thì các bạn lắc sẽ rất là dễ dàng, sẽ không còn dính vào trong đáy chảo nữa. Rồi ha các bạn, lúc này cơm nguội cũng đã vàng giòn rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ gắp ra nha. Rồi ha các bạn, bây giờ thì cơm cháy nè, đã nguội bớt rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ cho nước sốt lên. Các bạn quét lên. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta ha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình thưởng thức món cơm nguội chiên nước mắm này. Món này thì khi mà mình vừa làm xong thì các bạn ăn liền thì sẽ ngon hơn nha. Rồi mình mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Nước sốt hôm nay mình làm vừa đủ với 6 cái bánh như thế này. Cơm cháy giòn, giòn rụm chứ không có giòn cứng nha các bạn. Và hoàn toàn là không đậm dầu. Mình ăn mình không có cảm giác ngán các bạn ơi. Và khi kết hợp với nước sốt, nước mắm này có cái vị mặn mặn, cay cay. Ớt sừng thì mình trang trí cho đẹp chứ không có cay lắm nha các bạn, chỉ hơi the the nhẹ thôi. Và cái ớt bột cũng vậy nữa các bạn, rất là ít cay. Hành lá rất là thơm ha. Ngon lắm các bạn. Rồi với mình á thì gia vị như thế này là được rồi. Của mình là hơi đậm đà. Nếu mà các bạn thích nhạt hơn hoặc là thích cái hậu thiên về hậu ngọt hơn thì các bạn là không cần phải cho hạt nêm vào, chỉ cần đường với nước mắm thôi các bạn, cũng rất là ngon rồi. Và cái độ chua thì cũng tùy thích nha, các bạn cho nước cốt chanh vào nhiều hơn thì cái độ chua nó sẽ nhiều hơn một chút. Với mình thì cái độ chua rất là nhẹ, rất là thanh và đậm đà, vị đậm đà nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cơm nguội chiên nước mắm thật là ngon và đơn giản, cũng rất là đẹp mắt như thế này. Rồi nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món cơm nguội chiên nước mắm của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, động viên mình cho ra nhiều video hay hơn, nhiều món ăn ngon hơn và hấp dẫn hơn nữa nha các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết món ăn của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn ngon miệng, hẹn gặp lại. Bye bye!